Cái bảo vệ mà không thấy nhân vật đâu á. Ta ra cũng không biết, mà vô cũng được, mà về cũng được không? Hay hay. Khen nghe thầy, khen năm năm giữa thầy. Thứ bảy vô được tuần sau. Mấy người sao thoải mái hơn, tại xong Tết à. Tại ngày mai 12, 13, 14 là hãy sợ người Campuchia đều đến. Hình như Tết này bên mấy cái chùa mà nhà lãnh đạo người ta hình như có cúng lễ hội Chư Tăng này đúng không phải? Ừ. Chùa bên Campuchia thôi mẹ. Người ta có tổ chức, còn chùa mình không cần tổ chức, đó là họ thăm thầy rồi. Chùa hình nhỏ. Cần nước suối không thầy? Có cà phê. Đó là cái gì đây? Cái dòng mực. Còn cái này cái bự. Cái này là bánh. Cũng là bánh tròn, bánh chia bằng bột. Cái này là heo, heo quay. Cái này là mực. Cái này là trứng gà. Cái này khoai lang tây. Cái này ớt. Này tương nước mắm. Kia mấy bạn kia tới không thầy? Đâu? Đấy. Không phải không? Hai người đó trong quán mới đây. Bạn này đi chơi hơi ra không? Mà nói xanh ra đâu mà. À biết. Nó chở thầy về luôn hả thầy? Với lại thầy đi đồng xe nước mà. Ăn xong tắm nha má. Nay Tết cổ truyền Campuchia đấy, đấy, đi ấy đấy thầy, đi tới nước đấy thầy. Hai đứa, hai đứa đâu nữa. Là nãy thầy nói là phong tục thì tạt nước cho người là lấy hên đấy. Châm thăm mây hả thầy? Không khi nào thầy cũng cầm gì cả. Hôm nay đi gì khô về, ngày mai á, được, ngày mai là ngày 12 á. Đâu tạt nước ngày nào đâm cho hên chứ thầy. khách thầy, khách thầy rồi đấy, ngày thứ hai không đi du lịch mà ba mốt bích mà. Cơm chiên này chỉ có nước châu Á mà nó có là đúng không thầy? Chứ mà thêm món Tây thì đâu có cơm chiên đâu. Thầy nó dễ thấy mà ngồi cửa kiến nè. Đây cơm trăng châu nó gồm cái gì thầy? Cơm này bắp, mực, thịt heo. Cơm này giống cơm Malai. Lạc thưởng. À, bò, cải bắp cải, là chậm cơm chậm Hàn Quốc nữa, cà rốt, có tiêu hộp gà, gà chiên và hộp đậu. Đây, nãy hộp bình sức là, nó chậm. Thả thề nghe hết, bỏ bình gói lại đây. Trời ơi, nghèo đến nó vậy sao? Thầy có cái túi kìa, bỏ cái túi, gọn khô luôn vậy đó. Bỏ vô hộp. Theo thầy, ta nói bỏ thức ăn, mình ăn hết, bỏ thức ăn có tội không? Không. Thầy mình cho loài vật ăn. Không cho con này. Nếu ông sư ông ăn hết, ông bỏ thề bỏ thức ăn được mà. Đức Phật mà chỉ cái thức ăn của tiền theo mà ăn không hết này quăng vào hư không, chỗ không có chúng sinh ở không.
thì những người cấp dưới không có thỏa thuận được về cái thức ăn đó. Tiền thì đâu vậy ta? Chắc không có chỗ. Thôi về luôn đi. Thở rồi đi nước thầy mà không ở nước cổng trường đi đâu? Thì nãy ghé cổng trường chưa thấy ra, tại cổng trường nó vắng quá. Thì đợi thầy xuống nhắn tin thầy nè. Đã đi thứ hai ngồi trong thứ hai đi. Bắt máy lạnh lên sao nóng. Ai chưa tiếp thì tắt máy rồi xuống vô cà phê uống sao thấy. Canh vũ tướng mà đợi vũ tướng đi vô rồi nè. Ám sát thủ tướng. Nhưng tao cũng vậy mà không thấy nhân vật đâu á. Ta ra cũng không biết, mà vô cũng được, mà về cũng không biết không. Hay hay. Khen nghe thầy, khen năm năm giữa thầy. Thứ bảy vô được tuần sau. Mấy người sao thoải mái hơn, tại xong Tết nè. Tại ngày mai 12, 13, 14 là thầy sợ người Campuchia đều đến. Hình như Tết này bên mấy cái chùa mà nhà lãnh đạo người ta hình như có cúng lễ hội Chư Tăng này đúng không ạ? Cái chùa bên Campuchia thôi mẹ. Vâng, ta có tổ chức, còn chùa mình không cần tổ chức, đó là họ thăm thầy rồi. Chùa hình nhỏ. Chứ tại Campuchia cũng tổ chức cái gì, tại vì đó là cái Tết của nước họ đó mà. Ừ. Đây thì mình về đây tại mình đã cũng gia nhập văn hóa rồi mình tổ chức. Nhưng nước nào cũng có phong tục của tập quán của nước đó. Ừ, một năm. Không biết đâu. Cầm dây, cầm dây, cầm dây anh ấy, cầm dây anh. Lại là cầm dây sao? Ăn đi, chờ bà đi bỏ. Ủa? Đắt tiền á, mà không quý trọng. Ăn đi. Ăn đi, mai chú nghe ấy đi. Cập này luộc hết. Luộc, luộc. Đây, để cập. Cập này chắc, chắc lửa nằm. Rồi thôi nha. Ừ. Rồi ăn đi. Thầy sẽ thú rồi tiếp. Thầy có nói gì nữa đâu vậy.